Xin chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Q&A. Mỗi thứ 6 hàng tuần thì chúng ta lại gặp nhau ở chương trình này và hỏi nhau những câu hỏi rất thú vị. Tôi cũng rất tò mò xem ngày hôm qua trên tab cộng đồng thì các bạn có một cái xu hướng đặt câu hỏi như thế nào, hỏi về điều gì nhiều nhất, và hãy đến với những câu trả lời của tôi ngày hôm nay, ngay bây giờ nhé. Bạn user, chào anh và ekip. Với việc cả Man United và Man City lại lọt vào chung kết FA Cup, liệu có khi nào trong lịch sử 2 năm liên tiếp hai đội bóng giống nhau vào chung kết không anh? Em cảm ơn anh và ekip ạ. Tôi nghĩ rằng là đã lâu lắm rồi thì Manchester City và Manchester United mới tạo ra một cái trận chung kết lặp lại như vậy trong lịch sử FA Cup. Hãy đến với câu trả lời nhé. Man United vừa đánh bại Coventry trong trận bán kết FA Cup. Qua đó, Quỷ Đỏ tiếp tục tái ngộ với Man City trong trận chung kết năm thứ hai liên tiếp, và đây cũng chỉ mới là lần thứ hai mà giải đấu này xuất hiện một cặp đấu chung diễn ra đến hai lần. Lần đầu tiên xảy ra điều này đã từ năm 1884, tức cách đây gần 140 năm. Khi đó, Blackburn Rovers đối đầu với Queen Park trong trận chung kết FA Cup và đội bóng có biệt danh Hoa Hồng đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Thật trùng hợp khi trận đấu giữa Man City và Man United diễn ra vào năm ngoái cũng có tỷ số tương tự. Chỉ một năm sau đó, Blackburn lại tiếp tục chạm trán Queen's Park trong trận chung kết Cup FA, và kết quả của lần tái đấu này cũng không khác gì mấy khi đội bóng đến từ Scotland tiếp tục phải nhận thất bại với tỷ số 0-2. Chỉ mới xuất hiện có đúng 2 lần trong lịch sử FA Cup, nhưng nó cũng khiến cổ động viên Man United lo lắng bởi tỷ số đó có thể lặp lại thêm một lần nữa. Và nhìn vào phong độ của hai đội trong khoảng thời gian gần đây, không khó hiểu khi Man City được đánh giá có khả năng lên ngôi vô địch cao hơn hẳn so với Manchester United. Bạn Phạm Quang Huy, xin chào biệt đội viên Anh Quân. Đây là lần đầu tiên mình đặt câu hỏi. Theo Quân thì nguyên nhân chính dẫn tới sự sa sút của Liverpool vào cuối mùa là gì? Vâng, đã có rất nhiều những câu hỏi kiểu như thế này được đặt ra bởi các fan của Liverpool. Hãy đến với câu trả lời. Liverpool đã buông gần hết các cơ hội nâng cúp của mình sau trận thua trước Everton. Có lẽ có cơ hội cuối cùng của họ ở Premier League cũng bắt đầu nhỏ lại. Nhìn vào những màn trình diễn của The Kop trong hơn một tháng qua, sự sa sút của họ xuất phát từ rất nhiều vấn đề chứ không phải là một sai sót nhỏ nào. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ cũng là nguyên nhân khiến nhiều fan Liverpool khó chịu nhất, đó chính là Man United. Trận thua của The Kop trong khuôn khổ vòng tứ kết FA Cup đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của lòng kiêu hãnh của The Kop. Nhiều mùa giải qua họ liên tục bắt nạt Man United, thế mà trong mùa giải này họ chưa từng đánh bại đoàn quân của Erik ten Hag, hai trận hòa và một trận thua. Chính Klopp đã từng thừa nhận rằng chúng tôi thua ở Cup FA và điều đó như một thảm họa vì đội đá tốt nhưng bị loại. Sau đó chúng tôi hòa tại Ngoại Anh, đá tốt trong phần lớn thời gian nhưng chỉ giành một điểm. Dù vậy, những vấn đề chúng tôi gặp phải trong các trận với Man United hoàn toàn khác với những vấn đề chúng tôi gặp hôm nay. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ sự yếu kém của hàng công, người mang lại thất vọng nhất lại chính là Mohamed Salah. Trước khi gặp chấn thương tại Khan Cup, ngôi sao người Ai Cập vẫn luôn là nguồn cung bàn thắng chủ lực của The Kop khi đã ghi đến 14 bàn thắng. Thế nhưng kể từ khi trở lại sau chấn thương, Salah đang thi đấu kém hiệu quả và thường xuyên có những pha xử lý vụng về. Sự sa sút không phanh của ngôi sao 32 tuổi khiến cánh phải của Liverpool dần trở nên vô hại. Đã vậy, cả Diaz và Nunez cũng tỏ ra rất kém duyên. Công đã dở, hàng thủ của Liverpool cũng kém, với Virgil van Dijk cũng đã không duy trì được đẳng cấp vốn có của mình. Đã vậy, những nhân tố khác như Quansa cũng thường xuyên mắc sai lầm. Hậu quả là Liverpool thường xuyên phải nhận những bàn thua rất vô duyên. Việc nhiều trụ cột gặp chấn thương cũng đem đến một vấn đề rất lớn là những cầu thủ còn lại phải căng mình thi đấu ở những trận quan trọng. Dù có là cỗ máy thì cũng có lúc phải hỏng hóc, chứ đừng nói gì đến cầu thủ. Liverpool đang rất xuống sức trong giai đoạn này. Một khía cạnh khác đó là Liverpool đã quá ỷ lại vào khả năng lội ngược dòng của mình. Họ đã thắng 7 trận trong mùa này khi ở tình thế bị dẫn trước. Nhưng về cuối mùa, những đôi chân mệt mỏi cùng phong độ chạm đáy đã không thể tái hiện phong độ đầu mùa. Vẫn còn những yếu tố khác tác động đến đoàn quân của Klopp. Tuy nhiên, những nguyên nhân ở trên có thể coi là tiêu biểu và dễ thấy nhất. Mong sao thầy trò Klopp sẽ không mắc phải thêm sai lầm nào nữa để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch và duy trì thế trận tam mã ở giải Ngoại Anh. Bạn Trần Tuấn Anh Vũ, xin chào biệt đội viên Anh Quân. Mình biết đa phần các câu hỏi Q&A đều xoay quanh vấn đề nóng hổi như EPL hay là Champions League, nhưng mình lại muốn hỏi một vấn đề rất nguội vào 24 năm trước. Năm đó Gianluigi Buffon bị gãy ngón tay và Francesco Tondo đã bắt thay, có một mùa Euro thành công và chỉ chịu thua đáng tiếc cho người Pháp. Vậy Tondo có phải là kẻ đóng thế vĩ đại? Và mình muốn được biết về sự nghiệp hiện tại của chàng thủ môn ít tiếng tăm này. Chỉ có người dành về bóng đá Ý như Quân mới có thể trả lời. Chúc ekip nhiều sức khỏe và hệ thống kênh luôn phát triển. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Một câu hỏi gợi lại rất nhiều những câu chuyện trong quá khứ. Buffon thời điểm đó là ngôi sao sáng nhất trong khung gỗ của tuyển Ý. Sự vắng mặt của anh đã tạo ra không ít những lo lắng. Thế nhưng Tondo đã chứng minh nước Ý chưa bao giờ thiếu thủ môn giỏi.
Thực tế thì hàng phòng ngự của Ý tại Euro 2000 không thực sự vững chãi như cái cách mà chúng ta vẫn thường tưởng tượng khi nghĩ về những cái tên đình đám ở hàng thủ. Người sửa sai cho tất cả những sai lầm đó chính là Francesco Tondo, thủ thành đang chơi trong màu áo của Fiorentina lúc đó, thực sự tỏa sáng trong trận đấu gặp một Hà Lan cực mạnh. Anh đã chặn đứng hàng loạt phá hãm thành đến từ câu lạc bộ màu da cam, trong đó khoảnh khắc Tondo cản phá quả penalty của Patrick Kluivert trong trận vẫn là một trong những khoảnh khắc kinh điển của giải đấu năm đó. Anh chắc chắn đã có một giải đấu hoàn hảo, vết gợn duy nhất có lẽ là việc anh đã không thể cản được bàn thắng vàng do công của David Trezeguet trong trận chung kết mà thôi. Mà kỳ thực thì Tondo không hề có lỗi ở pha đấy, lỗi pha đấy có lẽ thuộc về Fabio Cannavaro nhiều hơn. 6 năm sau, người Ý đã được đền đáp bằng chiếc cúp vàng 2006, nhưng Tondo thì không. Anh không lên tuyển năm đó và có lẽ Euro 2000 sẽ mãi là một kỷ niệm không thể nào quên với anh, vừa đẹp đẽ vừa ám ảnh. Khoảng 10 năm sau, bóng đá thế giới đã sản sinh ra một kẻ đóng thế vĩ đại không kém, đó chính là thủ thành Manuel Neuer. Neuer lúc đó hoàn toàn không phải là thủ thành số 1 trong khung gỗ của Đức. Ren Adler và Robert Unker mới là những người bắt chính cho đội tuyển Đức. Nhưng vì nhiều biến cố không tiện nhắc đến mà Neuer đã vươn lên giành và giữ luôn vị trí người gác đền của đội tuyển đến tận hiện nay. Bạn Trần Trung Phong, hello anh Quân, ngày nào đi học đi làm hay thậm chí đi tắm cũng nghe đủ mọi kênh của anh trên nền tảng YouTube. Đây là câu hỏi rất nhiều người thắc mắc, tại sao Amad Diallo lại bị thẻ đỏ trận tứ kết FA Cup gặp Liverpool nhưng bán kết cậu ấy vào sân. Mong anh được giải đáp, chúc gia đình Quân và ekip nhiều sức khỏe. Vâng ạ, chúng ta sẽ đến ngay với lời giải đáp của tôi. Khi chứng kiến Amad Diallo ra sân trong trận bán kết FA Cup với Coventry vừa qua, nhiều người đã phải mắt tròn mắt dẹt khi thấy cựu cầu thủ của Atalanta ra sân thi đấu. Nhiều người còn tra Google thử xem mình có nhớ đúng không, bởi lẽ Amad Diallo đã bị đuổi khỏi sân sau khi ghi bàn thắng quyết định loại Liverpool ở tứ kết FA Cup. Với việc nhận một thẻ đỏ cấu thành từ hai thẻ vàng, Diallo sẽ bị cấm một trận theo quy định. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Anh lại không quy định các cầu thủ phải nghỉ ở một giải đấu cụ thể nào, mà án phạt đó sẽ được tính ngay ở trận đấu tiếp theo, miễn sao là trận đấu đó nằm trong khuôn khổ các giải đấu tại Anh do FA tổ chức. Anh cũng đã thụ lý án phạt đó vào trận đấu Premier League của Man United gặp Brentford cuối tháng 4. Trước đó, đội trưởng Bruno Fernandes được cho là đã lên tiếng bênh đàn em khi anh cho rằng việc cứ cởi áo ăn mừng phạt thẻ vàng là quá nặng. Thật không may, cậu ấy đã bị đuổi khỏi sân. Ăn mừng bàn thắng là một phần của thời điểm quan trọng và một phần của tuổi trẻ. Khoảnh khắc này phải được tận hưởng và tôi nghĩ đó là một trong những quy tắc mà bóng đá phải thay đổi, bởi vì bạn có thể ăn mừng bàn thắng. Có lẽ dưới góc nhìn của những người làm chính sách ở Liên đoàn bóng đá Anh, họ đang muốn các giải đấu của mình phải có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau hơn. Một phần lý do nữa là bởi cường độ thi đấu của bóng đá Anh cao hơn từ 15 đến 20% các giải khác xét theo hệ thống lịch thi đấu. Vì thế, việc để hạn sử dụng thẻ đỏ theo cách như vậy giúp tránh việc nó ảnh hưởng nặng nề hơn đến các đội bóng trong mùa giải so với các quốc gia khác. Bạn Slim T, chào bình luận viên Anh Quân và ekip. Mình muốn hỏi luật bàn thắng vàng ra đời khi nào và vì sao nó lại bị bỏ đi. Mình thấy luật rất hay và cảm xúc. Chúc bạn và ekip luôn khỏe mạnh, thành công. Mình cảm ơn. Vâng, hãy đến với câu trả lời của tôi ngay bây giờ. Trong một trận đấu loại trực tiếp khi hai đội hòa nhau ở hai hiệp chính và đá hiệp phụ, bất cứ đội nào ghi bàn thắng trong thời gian hiệp phụ thì trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức và đội ghi bàn trở thành đội chiến thắng. Bàn chiến thắng được gọi là bàn thắng vàng. Nếu không có bàn thắng nào được ghi sau cả hai hiệp phụ, loạt sút luân lưu sẽ quyết định trận đấu. Dựa trên luật bàn thắng vàng ở mùa giải 2002-2003, UEFA đã đưa ra một biến thể gọi là bàn thắng bạc. Bàn thắng bạc là một nỗ lực điều chỉnh của Liên đoàn bóng đá châu Âu nhưng thất bại. Cụ thể thì trong hiệp phụ, đội nào dẫn trước sau khi kết thúc một hiệp phụ, có thể là hiệp phụ thứ nhất sẽ thắng luôn. Hy Lạp đã từng thắng Cộng hòa Séc ở bán kết Euro 2004 cũng nhờ luật này. Luật bàn thắng vàng và luật bàn thắng bạc nhìn chung chỉ tồn tại chính thức trong một quãng thời gian không quá lâu, khoảng 12 đến 15 năm tùy giải đấu. Ý tưởng về luật bàn thắng vàng là rất hay, thế nhưng cách mà nó được vận hành trong thực tế lại khác xa những gì mà những nhà tạo luật tưởng tượng được. Hậu quả đó chính là bước vào hiệp phụ, hai đội bóng thường ưu tiên việc phòng ngự chủ động chứ không có tấn công tự do như trước. Bởi lẽ họ biết rằng họ sẽ không có cơ hội thứ hai để mà sửa sai. Quan điểm của các nhà làm luật bóng đá là phải khiến bóng đá trở nên hấp dẫn hơn. Vì thế luật bàn thắng vàng bị loại bỏ cũng là một câu chuyện tất yếu của thời gian. Trong lịch sử cũng có một vài bàn thắng vàng hay bàn thắng bạc ảnh hưởng đến kết quả của cả trận đấu. Đơn cử như trận bán kết Euro 2004 giữa Hy Lạp và Cộng hòa Séc. Hy Lạp có được bàn thắng trong những phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất để tiễn Séc về nước. Đó vẫn là một trong những điều đáng tiếc, bởi Séc lúc đó đang vào thời kỳ hoàng kim và chưa biết chừng qua hiệp phụ thứ hai Séc sẽ lật kèo. Bạn Trần Trung Phong, chào anh Quân, đây không phải câu hỏi nhưng anh nghĩ sao về cách ăn mừng của Kai vào lưới Chelsea ở trận đấu hôm qua, dù họ mới chia tay nhau chưa đầy một mùa giải, có phải là cách đáp trả khi Kai bị Chelsea tống khứ sang Arsenal? Mong anh phản hồi. Thính giả lâu năm của anh từ Hàn Quốc. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã
liên tục theo dõi kênh của tôi dù ở một nơi xa như vậy. Hãy đến với câu trả lời ngay bây giờ nhé. Thực tế đến cả fan của Chelsea cũng lấn cấn với chuyện Kai Havertz ăn mừng như vậy trong trận đấu với đội bóng cũ. Có vài người chấp nhận chuyện đó và nói rằng khi đã là cầu thủ của đội khác thì Kai làm thế cũng được. Dù gì cũng đang là trên sân nhà của pháo thủ và đó là cách để tôn trọng khán giả nhà. Và lại khi còn ở Chelsea, chính câu lạc bộ là phía cố gắng đẩy Kai đi và Chelsea còn tin rằng họ có lời đối với số tiền thu được. Kai Havertz không thái độ cũng chẳng làm gì xấu xa cả và luôn hết lòng với câu lạc bộ này, hay cũng là biểu tượng cho khoảnh khắc lên ngôi Champions League. Như vậy là phù hợp với tình nghĩa rồi và không phải yêu cầu gì khác. Còn số khác thì tất nhiên không vừa mắt. Vì màn ăn mừng của Kai Havertz dù là màn ăn mừng quen thuộc của anh ta nhưng trông cũng nóng mắt thật, lại kết hợp với chuyện Chelsea bị thua rất đau đến 0-5 ở một trận derby. Vì vậy khó chịu là điều bình thường, thậm chí cắt đứt luôn với Kai là điều bình thường. Về phía Kai Havertz, trước khoảnh khắc ấy, cầu thủ này không có bất kỳ một dấu hiệu hay hành động gì cho thấy anh đối đầu với câu lạc bộ cũ. Chính điều đó mới khiến nhiều người bất ngờ. Kai theo mình luôn là một cầu thủ rất ngoan và nếu cảm xúc khiến anh làm vậy thì nó hướng về phía Arsenal nhiều hơn là hướng về Chelsea. Mình đoán thế, nó cho thấy Kai hạnh phúc tại câu lạc bộ mới khi được coi trọng hơn và cũng chơi tốt hơn. Còn điều nữa mà chúng ta cần biết rằng đó là màn ăn mừng mà Kai Havertz từng nói là copy theo Neymar và giữ vững luôn phong cách đó, chứ không phải đợi đến khi gặp Chelsea thì anh mới làm như vậy. Cho nên nếu được hãy nên nghĩ một chút về khoảnh khắc đó vì nó vẫn chưa có gì quá mức để tức giận cả. Và nó cũng không gọi là phản bội được khi Kai Havertz từng dành tình cảm cho Chelsea nhiều hơn câu lạc bộ này đáp trả lại cậu khi biến cố đội chủ xuất hiện. Bạn Quân Trần, em chào anh Quân, em là du học sinh ở Canada nhưng vẫn luôn theo dõi kênh anh mỗi ngày. Anh cho em hỏi, Man United luôn bị nhận những bàn thua từ những đường cutback từ đầu mùa tới giờ. Lỗi là cầu thủ hay ban huấn luyện đã không giúp cho cầu thủ chuẩn bị tốt? Nếu như những tình huống này diễn ra trong giai đoạn đầu thì có thể hiểu lỗi phần lớn được cầu thủ. Nhưng cho tới giai đoạn này thì em nghĩ về năng lực của thầy 10 và bộ sậu ban huấn luyện của thầy. Mong anh giải đáp thắc mắc và chúc anh ra nhiều video thật hay. Vâng ạ, đây là một câu hỏi rất hay. Hãy đến với câu trả lời của tôi ngay bây giờ. Đó là một phát hiện khá thú vị. Manchester United quả thực hay thua từ những đường cutback. Có hai lý do lý giải đến tình huống trên. Cần phải hiểu cutback là gì. Cutback trong tiếng Việt thường được gọi là những quả tạt chìm, hay nôm na hơn, trong một vài tình huống thì người ta gọi đó là những tình huống trả ngược về tuyến hai. Tạt bóng chìm cutback được rất nhiều cầu thủ sử dụng khi đi bóng đến sát đường biên. Để một quả cutback trở nên nguy hiểm, cầu thủ tấn công phải xuống đất đáy biên và cầu thủ dứt điểm phải di chuyển khéo léo giữa các tuyến để sút bóng sống. Như vậy, qua định nghĩa trên thì chúng ta cũng hình dung được MU đang gặp vấn đề gì. Đầu tiên, các hậu vệ cánh của Manchester United dù không phải là những người một đấu một tệ nhưng thường xuyên bị các tiền vệ cánh đối thủ vượt qua. Nguyên nhân là bởi đối thủ của MU thường xuyên sử dụng nhiều người để áp đảo quân số của MU ở khu vực này. Trong khi đó, tiền đạo cánh của MU là Rashford hay Garnacho không thực sự quá nhiệt tình trong việc lui về kèm người. Thứ hai, việc Manchester United không có một tiền vệ phòng ngự theo dạng giữ vị trí đã khiến cho khu vực trước mặt hai trung vệ tương đối trống trải, từ đó mà đối phương dễ dàng khai thác. Casemiro thường có thói quen lao lên bắt người hơn là đứng giữ vị trí, còn Scott McTominay thì không có khả năng này. Một vấn đề nhỏ nữa của Manchester United là lười, các tiền vệ của họ khá lười trong việc lùi về đứng đúng vị trí. Bạn Minh Trần Hoành, dự đoán hai đội vào chung kết đi anh, theo em cảm nhận thì sẽ có một trận chung kết toàn Đức anh ạ. Như anh mà dạo này em phát tài. Vâng ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều, mặc dù tôi dự đoán không phải là quá chuẩn xác đúng không ạ. Hãy đến với câu trả lời của tôi. Kịch bản về một cuộc đối đầu toàn Đức trong trận chung kết là khá thú vị và tình cờ là tôi cũng đã nghĩ về khả năng này của cả hai đội. Đó sẽ là một cuộc nhắc lại đối với Champions League 2012-2013, nơi mà Bayern Munich đã thắng Dortmund với cách biệt tối thiểu để lên ngôi. Song năm nay mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, bởi lẽ Bayern Munich và Dortmund năm nay không còn mạnh mẽ như những năm trước đó nữa. Bayern thì mất cúp vào tay của Leverkusen và gặp hàng tá vấn đề, còn Dortmund thì thậm chí là không đang đứng trong top 4. Tôi có thử tra tỷ lệ vào vòng trong của Opta cũng như các trang web chuyên đưa ra những dự đoán khác thì nhận ra quan điểm của mình khá tương đồng với họ. Cụ thể thì Bayern Munich chỉ có khoảng 34% tỷ lệ thắng được Real Madrid và đến với trận chung kết, còn Dortmund có đến 40% vì đối thủ của họ là Paris Saint-Germain, yếu hơn Real Madrid một tí. Vì thế nên, tỷ lệ mà cặp đấu The Clasico trong trận chung kết diễn ra là không cao, với chỉ 13,6%. Tuy nhiên, không cao nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Dortmund thì cũng không lạ lùng gì với PSG nữa, khi hai đội cũng đã chạm mặt nhau ở vòng bảng và có thể những kinh nghiệm đối đầu với PSG trước đây sẽ giúp Dortmund giành lợi thế. Bạn Lê Tuấn Hiệp, xin chào bình luận viên Anh Quân, theo dõi anh từ lâu, nay có dịp đang có câu hỏi thắc mắc, mong anh giải đáp. Câu hỏi của em là trong quá trình chuyển nhượng, đội A muốn mua cầu thủ đội B, đội B chấp nhận bán cầu thủ đó nhưng mà cầu thủ đó lại không muốn đến đội A thì sẽ như thế nào? Vâng ạ, rất là hay, hãy đến với câu trả lời của tôi ngay lúc này. Tùy vào điều khoản hợp đồng của cầu thủ đó đã ký với câu lạc bộ như thế nào thì sẽ có hướng giải quyết khác nhau. Nếu như trong giao kèo có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thì cả hai sẽ đường ai nấy đi. Bằng không thì cầu thủ hoặc đội bóng buộc phải hoàn thành bản hợp đồng đó, dù tâm trí đã không còn thuộc về nhau. Còn trường hợp đội B đồng ý bán cầu thủ mình cho đội A nhưng cầu thủ ấy lại không đi thì sẽ có nhiều hướng giải quyết khác nhau.
chẳng hạn như trường hợp của Rabiot với Paris Saint-Germain vào năm 2019. Gã nhà giàu nước Pháp muốn gia hạn hợp đồng nhưng Rabiot lại nhất quyết không chịu, nên bà lãnh đạo đã quyết định trừng phạt anh bằng cách đẩy xuống cho tập cùng với đội trẻ đến khi hợp đồng kết thúc. Chuyện cầu thủ không chịu chuyển đi thì câu lạc bộ cũng có thể xử lý như vậy, nhưng tất nhiên trong khoảng thời gian đó họ vẫn phải trả lương đầy đủ cho cầu thủ kia. Malangsa của Chelsea cũng là một trường hợp khác. The Blue rất muốn đẩy anh đi vì mức lương cao cũng như không đóng góp gì quá nhiều cho câu lạc bộ. Thực tế thì có khá nhiều câu lạc bộ muốn có sự phục vụ của trung vệ người Pháp, nhưng anh không đồng ý ra đi vì vẫn đang nhận mức lương 100.000 bảng mỗi tuần tại đội bóng phía Tây London. Chẳng còn cách nào khác, Chelsea buộc phải giữ lại Sa đến khi hợp đồng kết thúc và quyết định trừng phạt anh bằng cách đẩy xuống tập luyện cùng đội trẻ. Bạn Hội Nguyễn, chào vận động viên Anh Quân, cho mình hỏi để ý thấy mùa giải năm nay ở hầu hết các giải đấu, các thủ sử dụng kỹ thuật Trivela rất nhiều và thường xuyên tần suất tăng đột biến. Anh Quân có thể giải đáp thắc mắc giúp mình tại sao lại như vậy không? Chúc kênh ngày càng hay hơn nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hãy đến với câu trả lời của tôi ngay bây giờ với một cái xu hướng mà bạn đang phát hiện ra. Trivela hay hiểu theo ngôn ngữ của chúng ta là những cú vẩy má ngoài. Đây là một kỹ thuật đầy hoa mỹ khi các cầu thủ dùng má ngoài để miết trái bóng đi với quỹ đạo cực kỳ đặc biệt. Trong tiếng Bồ Đào Nha, Trivela nghĩa là bẻ cong. Tuy ra đời trước đó rất lâu, nhưng Quaresma là người đã nâng tầm kỹ thuật này. Bàn thắng đầu tiên ghi vào ngày 24 tháng 4 năm 2005 cho Porto trong trận đấu với Benfica. Đến năm 2007, Quaresma lại ghi một bàn thắng khác cho Porto và nó được nhớ đến nhiều hơn khi đem về 3 điểm trọn vẹn ở trận chiến với kinh địch Benfica. Đến năm 2016, Quaresma lại được nhắc đến với cú Trivela để kiến tạo cho Ronaldo đánh đầu ghi bàn ở trận thắng 7-0 trước Estonia. Cách đây không lâu, kỹ thuật Trivela lại một lần nữa trở thành một đề tài được chú ý tới. Cụ thể là ở mùa giải 2021-2022, Modric đã có một pha kiến tạo ấn tượng bằng một cú Trivela để giúp Rodrigo ghi bàn trước Chelsea trong hành trình đăng quang Champions League của Real Madrid. Bắt đầu từ đó, những clip Trivela liên quan đến Modric trong các buổi tập liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội và trở nên viral. Và cho đến hiện tại, chúng ta đang có một mùa giải với sự xuất hiện của khá nhiều cú Trivela. Mới đây nhất là cú Trivela kiến tạo của Anthony cho Garnacho ghi bàn vào lưới Chelsea. Có thể chính sự viral của những cú Trivela khiến nó được các cầu thủ bắt đầu sử dụng nó nhiều hơn. Vì tính ứng dụng, Trivela đem lại một lợi thế cực kỳ lớn, nhất là đối với những cầu thủ một kèo, đặc biệt là trường hợp của Anthony. Việc Anthony thường xuyên bị bắt bài ở ngoài hàng Anh đã chẳng còn xa lạ. Nguyên nhân là cầu thủ này chỉ có thể sử dụng chân trái, còn chân phải thì còn rất yếu. Chính vì thế mà những tình huống xi nhan trái rồi cứa lòng đã chẳng còn tác dụng. Trận đấu với Chelsea, cầu thủ người Brazil bất ngờ thực hiện một cú Trivela và nó khiến hàng thủ của Chelsea gần như giật mình. Với những cầu thủ không thành thục truyền bằng hai chân thì Trivela vẫn luôn là một món vũ khí lợi hại để khắc phục điểm yếu đó. Nguyên nhân tiếp theo đã xuất hiện một chút ở trước đó, đó chính là yếu tố bất ngờ. Trong những tình huống mà góc sút hoặc truyền bằng chân thuận đã không còn, đối thủ lúc này bắt đầu nghĩ về việc bạn sẽ cố gắng đột phá hoặc chuyển sang chân còn lại. Thế nhưng bạn đột nhiên thực hiện một cú Trivela có thể là điều nằm ngoài suy nghĩ của các cầu thủ phòng ngự. Tất nhiên là phải thuần thục kỹ năng này mới có thể miết ra những đường cong như ý, nếu không thì nó sẽ là một trò cười. Nói tóm lại, có 4 yếu tố kỹ thuật khiến Trivela thường xuyên xuất hiện trong quãng thời gian gần đây: viral trên mạng xã hội, độ đẹp mắt, tính bất ngờ và sự hiệu quả. Bạn Ngô Thanh Long, anh Quân cho em hỏi, đội hình của Bayer Leverkusen mấy năm nữa có cầu thủ nào lên world class không anh? Nếu họ tiếp tục ở lại câu lạc bộ và thể hiện được phong độ của mình, nhưng rất có thể là họ sẽ đến những câu lạc bộ khác. Bayer Leverkusen mùa giải này đang thi đấu cực kỳ bùng nổ khi xuất sắc đánh bại Bayern Munich và giành lấy chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Một trong những cái tên thi đấu ấn tượng nhất chắc chắn là Florian Wirtz, cầu thủ 20 tuổi có mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại khi ghi được 17 bàn thắng và 19 đường kiến tạo sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chẳng cần phải đợi đến mùa giải này mà đã từ 3 năm trước, tức thời điểm Wirtz 17 tuổi, anh đã nổi lên như một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đức. Viết thường được Xabi xếp đá một trong hai vị trí tiền vệ ngay dưới tiền đạo cấm. Anh đóng vai trò sáng tạo trong cách triển khai tấn công của đội chủ sân Bay Arena. Thêm vào đó, Viết còn có thể chơi tốt khi dạt sang cánh trái hoặc phải. Và một điểm đáng chú ý nữa của cầu thủ người Đức là anh có khả năng di chuyển không bóng cực kỳ xuất sắc. Chẳng cần phải đóng góp đầu ra bàn thắng hay kiến tạo, Viết cũng có thể thể hiện vai trò rõ ràng của mình ở những pha chạy chỗ rất sáng nước. Ngoài ra, ở Leverkusen có một cái tên khác mà mình đánh giá rất cao là Jeremy Frimpong, hậu vệ người Hà Lan đang cho thấy mình là một trong những hậu vệ công thủ toàn diện nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Để đạt đến tầm world class sẽ là một hành trình rất dài với những đại đa số những cầu thủ, đặc biệt là những cái tên còn rất trẻ như Frimpong và Witt. Nhưng với những gì đã thể hiện được cho đến lúc này, nếu cứ tiếp tục phát triển theo đúng lộ trình, mình tin rằng cả hai sẽ vươn tới đẳng cấp thế giới trong tương lai gần. Bạn Minh Siro, em chào bình luận viên Anh Quân, anh cho em hỏi là để có bằng huấn luyện viên FIFA Pro thì cần điều kiện gì và thời gian, chi phí như thế nào? Em cảm ơn và chúc anh cùng gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây cũng là một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra, không chỉ trong ngày hôm nay đâu. Và hãy đến với câu trả lời của tôi nhé. Để trở thành một huấn luyện viên bóng đá cũng là một quá trình học tập rất dài hạn, không khác gì chúng ta đến trường ngày xưa. Nó cũng chia theo các cấp độ.
có nhiều cấp độ trình độ khác nhau, từ những trình độ cần thiết để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về huấn luyện để sử dụng ở cấp độ nghiệp dư hoặc cấp cơ sở với trẻ em, đến trình độ chuyên môn cần thiết để huấn luyện các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trưởng thành để đạt được các bằng cấp cao hơn. Trước tiên bạn thường phải vượt qua các khóa học cấp thấp hơn, tích lũy kinh nghiệm là huấn luyện viên và tiến lên theo mô hình kim tự tháp. Theo sơ đồ kim tự tháp, chúng ta sẽ có chứng chỉ C cần 85 giờ học, chứng chỉ B cần 107 giờ học, chứng chỉ A cần 148 giờ học và cao nhất là Pro với 380 giờ học. Càng lên những chứng chỉ cao hơn sẽ có những yêu cầu cao và khắt khe hơn. Chứng chỉ C liên quan đến những kỹ năng đào tạo lứa tuổi học sinh và phương pháp tổ chức cơ bản. Để lên đến chứng chỉ B, đương nhiên rồi, bạn phải có chứng chỉ C cùng với đó là kinh nghiệm 2 năm huấn luyện. Người tham gia khóa học chứng chỉ A cần có kinh nghiệm ít nhất 1 năm nữa và phải sở hữu cả hai chứng chỉ C và B trước đó. Để đến với bằng Pro thì có rất nhiều sự khác biệt, bởi ở đây là người ta gọi là bằng thay vì chứng chỉ như các bậc trước đó. Người tham gia khóa học này cần sở hữu chứng chỉ A, cùng với đó là có kinh nghiệm huấn luyện một câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, độ tuổi dưới 45, tiếng Anh tốt để thường xuyên tham gia vào các khóa học quốc tế. Bằng FIFA Pro mà bạn đang đề cập sẽ chia thành từng liên đoàn bóng đá ở các châu lục. Chúng ta sẽ có AFC Pro, UEFA Pro hoặc là CAF Pro. Các loại bằng này cũng chia thành từng cấp độ C, B, A và Pro và theo thời gian học cũng sẽ có sự chênh lệch theo từng khu vực. Lượng thời gian ở trên là được dự tính theo mức trung bình. Cụ thể bằng UEFA Pro hiện tại mất khoảng 18 tháng theo học với học phí rơi vào khoảng 9.890 euro. Bạn Love Fly chào bình luận viên Anh Quân. Mình thấy Emiliano Martinez bắt pen rất uy tín, vậy Quân cho mình hỏi trong lịch sử bóng đá có thủ môn bắt pen nào tốt hơn Emi không và hiện tại đang xếp ở đâu trong top những thủ môn bắt pen hay nhất? Mình cảm ơn Quân và ekip. Lại thêm một câu hỏi xếp hạng đúng không ạ? Hãy đến với câu trả lời ngay bây giờ. Emiliano Martinez thực sự là một hùng thần mới nổi trong câu chuyện bắt penalty. Nhưng thủ thành người Argentina thực ra chỉ để lại dấu ấn ở những khoảnh khắc. Còn về số lượng những quả pen bắt được thì vẫn còn một số thủ môn khác đồng cân đồng lạ. Sami Handanovic với 38 quả penalty cản phá được trong sự nghiệp. Gianluigi Buffon cũng 30 lần từ chối các bàn thắng từ chấm 11m. Justo Villa của đội tuyển Paraguay. Pepe Reina cũng từng nổi danh đình đám bởi khả năng bắt pen phi thường. Van der Sar hay Manuel Neuer là những cái tên. Nhưng đặc biệt là phải kể đến thủ thành Ricardo của tuyển Bồ Đào Nha, một người mang đến cho chúng ta cái khí chất chẳng khác gì Emiliano Martinez cả. Anh đã để lại một trong những khoảnh khắc kinh điển khi vừa bắt pen và vừa trực tiếp sút pen mang về chiến thắng cho người Bồ trước Anh tại Euro 2004. Có thể kể đến thủ thành Kepa đang thuộc biên chế Chelsea hay Manuel Neuer. Kepa thì không thường xuyên bắt chính như Martinez nên cũng khó so sánh. Chỉ có Neuer là một người vừa bắt chính tốt, vừa bắt pen tốt như Martinez thôi. Bởi thời gian bắt chính của Martinez cũng không nhiều nên chúng ta cũng không nên quá trông cậy vào những con số. Tuyển thủ người Argentina thực ra chỉ bắt được 7 quả pen trong các trận đấu mà thôi. Còn cái tài nghệ của Martinez nằm ở khả năng tâm lý chiến khi bước vào chấm đấu súng. Bạn Satoshi chào bình luận viên Anh Quân. Em có để ý câu lạc bộ Shinchuden, đội bóng cũ của Công Phượng, và thấy được đội bóng này đang sở hữu rất nhiều cầu thủ Nhật Bản trong đội hình như là Ryan Suzuki thời điểm hiện tại hay trước đây là Endo, cũng rất nhiều cầu thủ khác đã thuộc biên chế câu lạc bộ này. Vậy theo bình luận viên Anh Quân, tại sao câu lạc bộ Shinchuden lại thích sử dụng cầu thủ Nhật Bản đến vậy? Mong có vinh dự lần thứ hai được lên sóng. Em cảm ơn, chúc anh thật nhiều sức khỏe để ra thật nhiều video hấp dẫn. Vâng, ở đằng sau nó còn một câu chuyện mà có lẽ nhiều người đã biết rồi. Còn bạn thì tôi sẽ dành một chút thông tin để giải thích cho câu hỏi này của bạn. Bóng đá Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây đang trở nên phồn thịnh và thể hiện cái uy quyền của mình so với châu Á, thậm chí họ còn được mang ra so sánh với những đội bóng thuộc đẳng cấp thế giới. Điểm mấu chốt để tạo nên những thành công đó là đại đa số những cầu thủ của họ được đào tạo bài bản ở môi trường bóng đá châu Âu. Trong đó, câu lạc bộ Shinchuden được xem là cái nôi để sản sinh ra những tài năng người Nhật cho những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Shinchuden có chủ sở hữu là công ty DMM chuyên về thương mại điện tử và Internet. Những người đứng đầu của công ty rất yêu thích bóng đá và họ mong muốn những cầu thủ người Nhật sẽ giúp đội tuyển quốc gia vào được World Cup trong tương lai. Thế nên họ đã thực hiện chính sách xuất khẩu những cầu thủ ở lò đào tạo bên Nhật sang Bỉ tập luyện và thi đấu tại châu Âu. Dù Shinchuden chỉ là một câu lạc bộ tép dìu tại châu Âu, nhưng môi trường đào tạo và luyện tập của họ cực kỳ chuyên nghiệp. Và quan trọng hơn hết là những cầu thủ người Nhật được trao cơ hội và ra sân nhiều hơn để thể hiện bản thân nhằm thu hút ánh nhìn từ những tuyển trạch viên của các câu lạc bộ lớn hơn tại những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thế nên ta mới thấy được một Nhật Bản dù bóng đá không phải là môn thể thao phổ biến nhất tại quốc gia này, nhưng họ vẫn có thực lực và đẳng cấp vượt trội nếu so với các đại đa số các quốc gia ở châu Á khác. Và chúng ta đã đến với những câu hỏi hay nhất trên tab cộng đồng của kênh YouTube bình luận viên Anh Quân vào ngày hôm qua. Hy vọng rằng là các bạn đã cảm thấy thoải mái với những câu trả lời của tôi. Còn bây giờ là lời tạm biệt.